cho con hỏi có hai câu hỏi các vị thiền sư thường dạy khi theo dõi hơi thở nên tránh việc điều khiển hơi thở tuy biết vậy nhưng mỗi lần đặt niệm chú tâm vào hơi thở con có cảm giác mình đang điều khiển hơi thở nhanh chậm năm sâu sư có biết quý gì tránh điều này không lúc thành thiền sư có giới hạn giờ không ví dụ đặt đồng hồ một tiếng hoặc hết một cái nhang là đứng lên hay cứ ngồi đó đến khi nào muốn đứng lên thì sẽ đứng có một điều mà sư nói hoài nói hoài không biết quý vị có nghe hay không mà chắc chắn là người hỏi này không có nghe đó là đề mục hơi thở đó hành trình hơi thở nó không có dễ đó là một đề mục khó chẳng qua là nó nổi tiếng cho nên các vị thiền sư khi mà đi mở các khóa thiền đó, thì các vị đó sẽ dạy thiền hơi thở chỉ bởi vì nó nổi tiếng chứ không có dễ. Bởi vì quý vị cứ nghĩ đi nếu mà một vị thiền sư á, mà mở khóa thiền hành thiền casino, rồi khóa thiền hành thiền tùy niệm uh, uh, sáu pháp tùy niệm, rồi mở khóa thiền uh, hành thiền uh, Để một uh, quán bất tịnh rồi quán thân thì sư hỏi của quý vị người ta bao nhiêu người sẽ đăng ký hiếm người đăng ký lắm. mà để cho một khóa thiền thành công thì phải có thiền sinh chứ còn một khóa thiền mà xin thưa mà đã mở ra đăng ký chỉ có năm 10 người có khi người ta cũng ngại mời thiền sư bởi vì một thiền một vị thiền sư mà có tiếng thì có khi là mình phải thỉnh các ngài từ miếng về rất là nhiều cái chi phí phát sinh tuy nhiên các ngài thì các ngài không có đòi hỏi nhưng mà uh, mình biết mà đấy uh, mà cái kiểu mà leo que như vậy thì mạo hiểm quá trong khi đó nếu như mình mình nói là uh, mở một khóa thiền mà thiền hơi thở thì người ta biết ai cũng biết hết cho nên thiền hơi thở không có dễ sở dĩ được dạy nhiều chẳng qua nó nó nổi tiếng nhắc lại nó không có dễ đâu Ờ, thành ra cái chuyện mà quý vị gặp khó khăn là chuyện bình thường cái thứ hai người việt mình rất nhiều người hành thiền hơi thở sai do bị hướng dẫn sai rất là nhiều thành ra đó cái vị mà riêng một hành thiền hơi thở đó mà ai mà đã từng học sai rồi đó bây giờ sửa lại nó khó vô cùng khó ghê gớm tại vì cái kiểu mà ngựa quen được cũ rồi nó hồi vì thiền sư dạy đó thì bất đồng ngôn ngữ rồi theo cái thói quen cũ thành ra là cái việc mình sửa nó rất là khó hơn nữa cái khóa thiền một mình tham gia một khóa thiền 7 ngày 10 ngày hết rồi trong khi đó đó để mà một cái tiền sư theo dõi quý vị tới nơi tới chốn tốt nhất là nên đến thẳng cái thiền viện của vị đó ở đó 3 tháng 6 tháng một năm mà mai quý vị mới nắm được nha yeah. chứ còn cái kiểu mà 7 ngày 10 ngày thì nó nó kỳ chứ còn hỏi thiệt là mình nắm được gia lông ở chỗ nào miếng nào chưa Ní. Ở trong thiền hơi thở đó, quý vị phải nắm được cái khái niệm hơi thở. Tức là cái, cái cái hơi thở của khái niệm. Thì khi đó quý vị mới tập trung lên cái hơi thở khái niệm đó mà quý vị hành. Rồi, một vấn đề nữa đó là chúng ta bị cái mình gọi là bị cái lý thuyết bị cái lý thuyết nó ám ảnh tức là gì thay vì về thiền sinh chỉ đơn giản theo dõi hơi thở hơi thở vào biết hơi thở vào hơi thở ra biết hơi thở ra chỉ riêng cái bước này thôi chỉ riêng bước này thôi đã đủ để quý vị hành tới tứ thiền mà thiền sinh rất là tham thay vì cái việc mà biết hơi thở vào hơi thở ra tới tứ thiền thì họ lo họ nhảy những cái bước tiếp theo đó là gì hơi thở vào dài biết thì hơi thở vào dài Hơi thở ra dài, biết là hơi thở ra dài. Đó là các cái bước tiếp theo. Tức là quan sát những cái đặc tánh của hơi thở. Quý vị có biết là cái bước đó là dành cho những người có định thâm sâu. Mà định thâm sâu ở đây thường là chỉ cho những vị mà đạt tới tứ thiền. Bởi vì khi đó cái định của các vị đó thâm sâu rồi, đó, các vị đó mới có khả năng quan sát cái đặc tánh của hơi thở. Trong khi đó, đó thiền mình chỉ mới có ba mớ thôi mới hành có vài ngày. Cái tâm hơi lắng tí xíu mình đã vội theo dõi đặc tánh của hơi thở. Thì làm sao mà quý vị có thể đạt được kết quả? Chị lấy cái, cái kiểu như là một cái người ấy, mà lái xe mà thuần thục rồi đó. Xe nó xe máy đi ha, tại xe máy nhiều người. Lái xe thuần thục rồi đó họ có thả hai tay ra họ đứng một chân ở trên cái yên thì cái xe nó vẫn chạy được còn mình mới bắt đầu tập leo lên xe máy chưa làm quen được đâu là tay ga đâu là tay thắng ở đâu là chân số đâu là chân thắng mà mình lo mà mình thả hai tay ra thì chỉ có chết thôi nha thành ra đó cái tâm mong cầu móng ngóng tham nó là cái hạn chế rất lớn đối với những cái người hành thiện hơi thở bởi vì họ đọc lý thuyết ấy, họ không hiểu từng bước của cái lý thuyết đó các cái bước của hơi thở tương ứng với cái mức định nào họ không có nắm đấy rồi cứ ngóng móng rồi theo rồi phần là theo cái 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 bước sai lầm cũ thành ra cái thiện hơi thở nó không có dễ chút nào hết cho nên cái người đặt câu hỏi này đó quý vị muốn cải thiện thì phải đến thiền viện ở đó 3 tháng, 6 tháng Dưới sự hướng dẫn của vị thiền sư à, thì nó sẽ có tác dụng chứ còn cái kiểu mà nói dâm ba câu ở trên mạng như vậy thì xin thưa nói nó buồn với ai nói không được Hế? mà cái thái độ cái thái độ cái kiểu mà tiện á tức là hỏi hỏi pháp hành mà hỏi kiểu mà thuận tiện nó không có kết quả đâu muốn cái việc hành thiền có kết quả xin nhấn mạnh cho những vị mà có cái lưu tâm đến cái pháp hành thiền đây là chuyện bắt buộc phải đến thiền viện ở đó một thời gian nha mình phải có cái tâm thái tư thế phù hợp thì khi đó mới có cái cơ hội mà tiến triển chứ còn ba cái kiểu mà trình pháp online thì sư sinh thưa là chơi với nhau thì được chứ còn mà tác dụng được thông tin bởi vì nếu có tác dụng thì